Có khí có khí cũng ra được chữa. Lớp không xóa học mãi mà chưa đắp được bột, buồn thật đấy. Học mãi mà chưa đắp được bột đúng không? Đừng còn nản nữa. Mà mình chỉ cần là một ngày hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua là được rồi. Không có ai mà một phát được luôn hết. Chỉ có thân thành thôi. Khách đặt đến là gì? À đâu, khách đặt đến rồi mọi người, tốc độ nhé. Còn muốn nhanh hơn thì phải gặp đúng người, gặp đúng người và đúng thời điểm nhé. Không gặp đúng người là lâu lắm đấy, như mình là lâu lắm đấy. Mình tập trung vào cái nghề này gọi là 70% thời gian của mình, mà cũng là rất lâu đấy mọi người. Mình cũng là một người chậm, mình không phải nhanh mà mình không có gọi là năng khiếu gì hết, không hề luôn nhá. Năng khiếu nếu mà có thì nó chỉ chiếm được tầm 2% thôi, không có nhiều. Chữ B thì khó nói quá, chữ B thì anh nhìn mỏi không ra đâu, thằng Việt Anh này nghiên cứu được chữ B là vẫn tới đấy. thôi đúng anh nghĩ ra đấy, thôi em đừng có nói nữa, anh nghĩ ra chữ B đấy, thôi đúng là mệt thằng này thật. Mọi người biết bí kíp của mình là cục bột nó lâu khô là như thế nào không? Khi mà cục bột còn nước ấy, cái cây mà được tưới nước vào ấy, thì nó sẽ tưới. Cái cục bột nó cũng thế, mình chỉ cần lỡ là đi một vài giây thôi, cục bột nó khác liền luôn à. Mọi người thấy không, cái bột của mình có mấy khi rơi khỏi cục bột không? Ít người mà nói về cái phần này cho mọi người biết lắm. Không ai nói về cái phần này, tại vì nhiều người họ cũng không biết rằng là cục bột như thế nào, cảm nhận được như thế nào, cách để điều cục bột như thế nào luôn ấy. Cái thời gian mình chui bút ấy, là mình rất là nhanh để mình có thời gian để chăm sóc cái cục bột. Thời gian đấy là mình điều được cục bột ra ý mình muốn này. Nó chỉ cần dày như thế này và một tí nữa thôi là nó khô. Nhưng mà khi mình đưa bột vào rồi thì nó sẽ khác. Mong mọi người hiểu về hơn về cục bột, hiểu về hơn về bột một tí khi xem like của mình nhé. Ok. Hello à, Michelle Nguyễn, chị muốn học vẽ hoa 3D tập hoài không được. Vẽ hoa 3D em vẽ cũng yếu lắm ạ. Mình có đứa em tên Hoa, nó nghiền xem livestream của bạn. Em nó đang xem bạn, em chào nó gầy cho uy tín. Hello Hoa nha, mình chào Hoa nha. Ok, được chưa? Mùa hè thầy có hay nhìn trộm tâm hồn khách không vậy? Ôi, nhìn gì anh đùa. Đừng nói thế, ngại lắm. Mọi người hiểu cái hàm ý từ ngại lắm của mình nói đúng không mọi người? Ngại lắm. lươn thật sự luôn đấy. Ok, mình thở vào hai bên nhé, mọi người nhẹ một tí nhé, không phải thiếu cái phần nổi này là cũng toang nhá. Mỏng nhưng mà nó mỏng quá là mình biết cù đấy, cù ra đi là chân lành toát toát luôn đấy. Hello. Hello Suzam mình nhá. Mình là tiếng Đức cũng phải đơn giản lắm mọi người ạ. Tiếng Đức nói như kiểu tiếng người bản địa của Việt Nam luôn. Còn tiếng Anh thì nói như người gốc Việt luôn. Thật sự luôn à. Ngại lắm, thôi nữa mà. Thôi ngại lắm đừng có nói thế. Mình phải nghiêng cái chổi này mọi người thấy không? Cái góc này ớt thôi. Mình lo như điện thoại đấy mọi người. Cái góc nghiêng này thì khi đẩy cục bột nó mới ra được hết. Đấy, lo như điện thoại đấy, vuốt kiểu vuốt
trong một tiềm thức ấy. Mà vụt theo công thức nữa mà vụt theo tiềm thức rồi. Vụt theo tiềm thức là rất nhiều người bị mắc phải nhá. Kiểu vụt theo quán tính ấy, không có cái plan gì cả, vụt chưa hiểu bột, vụt có hôm là được, có hôm là mất. Có hôm là vui là khác, mà buồn là khác đó. Có hôm thì hiểu về một tí là thì biết là có hôm nóng hôm lành nhá, tay nóng tay lành. Nhưng mà rồi cũng trật hết, khi mà chưa hiểu hết về cuộc vụt. Ok, un thân nên đi lắm á. Mọi người này, chú ý bút nhá mọi người, share này. Share trái, share phải, thấp thấp. Và mình chỉ cần gạt qua giấy nhẹ nha. Cho nó giữ nước một tí, đừng có khô quá đó. Thì nó lên khô quá, nó bị hỏng bút, nó bị sơ bút. À, dìm anh ơi, có bút đắp bột cho anh chưa? Tầm 2 tuần rồi đấy, chắc là 2 tuần rồi có. Hàng chuẩn bị xong rồi, mai là mình đăng cái ảnh lên là cái hàng của mình hôm nay thay đổi như thế nào. Ok, mình sẽ rửa form nhé mọi người. Cái form này mình đắp cũng tương đối gòn nên là mình rửa trước khi mình chạy mình nhé. Mình rửa hai bên này mọi người thấy không? Mình đẩy cái giá xuống luôn đấy. Bỏ cái rửa và mình đẩy rồi. Mình sẽ cho xa một tí nhé mọi người. Mọi người xem cái thao tác rửa của mình có thể ok không nhá. Đàn ông thích đích thực thì phải nhìn ngực đầu tiên. Đó, đàn ông đích thực đó, là phải nhìn mông đầu tiên. Tôi vẫn đang chuyển gu rồi ông ơi. Nhìn nhiều chán lắm. Phẩm vuông thì mình chỉ cần mai hai đường thẳng thôi, hai đường thẳng đi thẳng song song với cái móng tay nó ra, mình đừng có ôm vào nữa, mình mà ôm vào là thành form hình thang mất rồi. Và form hình thang thì sẽ gặp vấn đề đấy, tại vì khách muốn form vuông mà mình làm form thang thì chả phải là gặp vấn đề rồi đúng không? Ồ, cái này dày quá, mình phải mai bằng đầu phá nhá mọi người. Mình tính là mình nghĩ là mình đắp mỏng rồi mà nhưng thực ra là không mỏng thế nào luôn đấy. Alo anh Tài nhá, em cảm ơn anh nhá. Khỏe không anh ơi? Chị về á? Bye bye chị nhá. Mai cho nó lồ ra cái phén ở giữa đấy. À, hai bên thì mình bay ốm bao là nó lồ ra luôn, nó vừa đẹp. Nhiều khi mình mai cái này vừa mất thời gian nghiêng rửa là nhiều khi là giật tay mà cả lòm mất đấy. Thì sao mọi người, mình nên mai cái này chỉ chỉnh rửa thôi nhá, cho nó mỏng xuống là được. Và đặt nằm xuống nha mọi người, đừng có đặt đừng quá là nhiều khi mình đừng xiên quá, ngửa quá như thế này nhiều khi bị hổ voi, ổ gà, ổ vịt không được. Anh khỏe về Việt Nam chơi rồi á? Ôi chà, sướng nhất anh rồi. Về lâu không anh ơi? Về đây quá đi mà làm việc thì còn gì nữa, ở Việt Nam thì quên anh em luôn. Rồi đua về đi quá, có cho em có qua cho em không anh ơi? Xin qua, vừa nãy xin qua, thằng Vam xin qua và xin chia sẻ, Trung xin qua và xin chia sẻ đây mọi người ạ. Ở trên TikTok là em qua bình nhiều lắm đấy, anh em ủng hộ qua bình nhiều lắm đấy. Về tròn đời á, bình biệt cụ, về tròn đời luôn thật đấy. Có lẽ về lấy vợ, để mà nghe tin tức như nhỉ, là ghế nhỉ, cũng phải gặp anh em cả đôi về chứ nhỉ. Anh Tài nói cho thật nè. Ok anh nhá, chúc anh nhiều sức khỏe nhá. Hôm nào em về Việt Nam anh em mình gặp nhau nhá. Tuyệt vời đấy anh ạ. Nhà gần nhau, về gặp khi nào cũng được. Ok. Các cái ngón này tôi mình quên mai nhỉ, mấy nhỉ. Mai những ngón còn lại, mong mai ngón này là sao ta? Ít thôi nhé, không nhiều, vì nhiều thì sẽ nhanh hết. Quốc gia thay làm rồi ai chơi lại được á? Tại sao lại không? Trời ơi, cái này thì gì mà? Mình sẽ cho ôm vào một tí, mình làm ăn chán cho ôm vào một tí cho nhìn gòn nhé mọi người, đừng có để nó thẳng quá nhiều.
mọc ra cái nhìn giống cái thia mà cái gì cái sẻng à. Thôi mình sẽ ôm nó một tí nhá. Ôm nó một tí nhá, như thế này mọc ra nó nhìn thế này ok, nhưng mà khi mọc ra nhiều khi nó nhìn giống cái sẻng ấy mọi người. Đấy, mọi người hiểu rồi, giống là cái sẻng đó, cái chân vịt đó. Nó bé ra, nó to ra, mình sẽ ôm vào một tí, mình làm ấn dán, mình làm ôm vào một tí. Để nhìn khi mọc ra nó được. Ừ, này nó đấy, ok đấy. Mọi người thấy không? Có điểm tựa hết nhá, rùa là phải có điểm tựa nhá mọi người. Khi mà mình rùa bên này nhá, bên phải nhá, thì mình phải có điểm tựa bên trái này. Để mình ép lực vào, mình rùa được một đường thẳng này. Và mình kéo ra được cái rùa này. Rồi bên trái thì sao? Mình sẽ ép đổi thế, đổi ngược lại. Kéo ra nó thẳng và dài cái rùa đó. Thì nó vừa nhánh và lại thẳng. Cái gì nhánh như cái rùa móng tay nhánh là ok đấy nhá mọi người. Thank you.
Thank you.